Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em mẫu lồng nhôm A3. Mẫu lồng nhôm giá rẻ A3 nha anh em. Đây là một trong những cái phân khúc giá rẻ mà mẫu này rất chi là đẹp. Đó. Thì trước mắt anh em nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản cầu thường và phiên bản cầu chạm rong. Thì anh em muốn phiên bản nào thì cũng được. Đó. Thì mỗi cái lồng như thế này đang xuất hiện trước mặt anh em, đây là cái size này là size 36 nha anh em, nuôi mồi phủ đuôi, mồi dài đuôi. Đó. Thì mỗi một cái lồng này giao đi cũng sẽ tặng kèm cho anh em là 4 món phụ kiện, bao gồm là đáy hướng phân bằng nhựa, hai cống ăn và một cái áo trùm màu rằn ri như thế này. Đối với áo trùm này thì nó có dây kéo nha anh em. Đối với hàng này thì có dây kéo. Hàng này tặng theo áo trùm có dây kéo. Ở đây là cái lồng là chất liệu làm bằng nhôm hết nha anh em. Nang bằng nhôm, khung cũng bằng nhôm, khoan lỗ nha anh em. Đó. Đáy thì cũng là đáy cũng bằng nhôm luôn, đáy bằng nhôm nhưng mà cọng nhôm ở dưới đít này thì làm to hơn so với cọng nhôm ở trên cái đầu, để cho cái đít này nó cứng chắc, chịu đựng cái phân chim đâu nó lâu hư anh em ha. Đó. Cái điểm tựa mình cầm cái tay vô thì nó cũng chắc chắn hơn. Nó nhôm ở dưới đít thì nó to hơn nhôm nang ở trên nha nè. Đó. Thì mỗi cái lồng là thiết kế là như thế. Ở trên này là gù bằng gỗ nha anh em. Đó. Đây là cửa. Tất cả cái lồng này là bằng nhôm hết nha anh em. Cầu thì có cầu thường và cầu chạm. Đó, để anh em nào thích cầu chạm thì có thể liên hệ mua cầu chạm. Cầu chạm thì nó mắc tiền hơn cầu thường ha. Cầu chạm gỗ gõ đỏ ha anh em ha. Nó mắc tiền hơn. Nhưng mà nhìn cái lồng cầu chạm thì nó rất chi là đẹp. Đó thì anh em thích thì anh em cứ điện đến báo là bán cho tôi cái mẫu lồng nhôm A3. Đó, thì anh em nhớ rằng là khi bán cho anh em thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em full phụ kiện. Móc lồng thì sẽ để rời như thế này cho tất cả các anh em, để đóng gói cho nó dễ dàng hơn. Đó. Đó thì anh em thấy nếu anh em nào có tài chính dư giả hơn tí thì anh em chọn mẫu cầu chạm này, nhìn nó rất chi là đẹp. Còn nếu anh em muốn nuôi bình thường chỉ mang tính chất bền đẹp thì anh em chọn mẫu cầu thường. Cầu thường thì nói chung là hai mẫu lồng này nó y hệt nhau, chỉ có khác nhau và cái cầu ở trong thôi. Cầu chạm thì nó mắc tiền hơn nha anh em. Đó. Còn cầu thường thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Đó. Giá tầm 200 mấy, 300 mấy một cái. Phiên bản thường thì nó khoảng tầm 200 mấy và phiên bản cầu chạm thì nó khoảng 300 mấy một cái thôi anh em. Giá rất chi là vừa phải cho tất cả các anh em. Đó. Thì anh em nào mua một cái thì khỏi cần đặt cọc ha, anh em nào mua hai cái thì đặt cọc trước giùm thì em mới nhận đơn. Đó, nhưng mà nếu mà khách mua hai cái thì khách có một cái quyền lợi rất là sướng là khách được giảm 50% tiền ship. Thí dụ như anh em mua một cái cũng trả bấy nhiêu đó tiền ship, mà anh em mua hai cái thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh em một cái tiền ship. Đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái video mới nhất. Thì anh em nào thích mẫu lồng A3 này thì cứ điện thoại đến cho shop, chất liệu hoàn toàn bằng nhôm hết nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video mới nhất của shop.